Xin chào các bạn. Hôm nay Trang lại lên cho các bạn một số giá của một số dòng xe nhé. Thì hiện nay ấy, thì là đã vừa bước sang tháng 8 âm rồi và cũng đã gần hết tháng 9 dương. Thì giá xe thì cũng đã có những cái biến động là tăng lên một chút rồi. Thì hôm nay Trang lại báo giá tiếp cho các bạn để các bạn cập nhật giá xe nhé. Thì ngay bên cạnh mình đây là một chiếc xe lít màu trắng bản tiêu chuẩn. Thì lít trắng bản tiêu chuẩn này là hiện tại đang là 39 triệu giá nguyên xe, chưa có đăng ký đâu. Đấy. Ngoài ra thì lít đây bên cạnh tiếp theo đây nữa là có lít bản cao cấp màu xanh và màu đỏ. Thì màu xanh và màu đỏ này thì giá cũng sẽ dao động là hơn hơn 40 triệu rồi. Gần gần 41 triệu đấy. Thì để biết thêm chi tiết về các giá xe và mẫu xe ấy, các bạn cứ liên hệ với số của mình nhé, 0888 154 389 thì mình sẽ hỗ trợ các bạn này. Ngoài ra ấy thì đối với xe lít các bạn nào mà chưa đủ tiền để trả thẳng á thì các bạn có thể mua trả góp. Thì đối với trả góp thì bên mình xe lít này thì cứ trả trước tối thiểu tầm 10 triệu là các bạn đã có thể lấy xe về được rồi. Thì thủ tục thì cũng nhanh thôi. 15 20 phút là xong rồi. Chỉ cần mua trả góp thì bây giờ hiện tại cũng chỉ cần có căn cước công dân là được thôi. Đấy, ngoài ra thì phía bên kia mình có một chiếc xe lít là đã lắp mặt nạ nhá. Thì các bạn nào mà có thể thích chiếc mặt nạ như thế thì thêm giúp mình khoảng tầm 500 nghìn nữa là đã có thể có một chiếc mặt nạ giả SH như thế rồi. Đấy, ngoài ra thì ở đây bên mình cũng có lít lít màu bạc nữa. Lít màu bạc này là của bản đặc biệt. Màu bạc này hiện tại đang có giá là tầm 43 triệu là giá nguyên xe. Và xe lít này thì bên mình hiện tại cũng đã lắp lót sàn rồi. Lót lót sàn này và lắp bộ trang trí. Ở bên lót sàn bộ trang trí này thì các bạn muốn lắp thì còn thêm tầm khoảng độ 1 triệu 2 thì tầm đấy. Tầm 1 triệu 2. Thì là các bạn đã có bộ trang trí rồi. Nhìn lắp các bạn thấy không? Lắp lót sàn và lắp bộ trang trí nhìn xe nó sẽ sáng hơn rất là nhiều so với xe mà không lắp thêm bộ trang trí các bạn nhé. Cũng đối với cái lít bản đặc biệt này thì cũng có cả màu đen nhám nữa, nhưng mà ở đây hiện tại thì đây màu đen nhám đây. Đây xe này thì bên mình cũng cũng lắp lót sàn và trang trí rồi, màu đen này thì giá cũng sẽ rơi vào tầm 43 triệu. Để biết thêm chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của mình 0888 154 389 nhá. Và đây lít xanh này bên mình cũng độ mặt nạ rồi đây này. Mặt nạ cũng thêm tầm khoảng 500 nghìn là có mặt nạ rồi. Hoặc là đối với lít xanh vành đen thì các bạn cũng thêm cho mình tầm 1 triệu 3 nữa là các bạn đã có bản lít xanh nhưng mà vành vành đen nhá. Vành đen so với vành trắng thì sẽ chênh nhau khoảng 1 triệu 3 các bạn nhá. Ngoài ra thì bên mình cũng có về rất nhiều là vision xám xi măng rồi. Đợt vừa rồi ngày mùng 10 ngày đẹp cũng có rất nhiều khách mua xe rồi. Hiện tại bên mình cũng đã về được nhiều nên là khách nào mà có nhu cầu mua vision xám xi măng thì cũng cứ liên hệ với số điện thoại của mình 0888 154 389. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhé. Và hiện tại vision xám xi măng này thì cũng đã có một sự tăng giá nhẹ rồi. Hiện tại vision xám xi măng rơi vào khoảng tầm hơn 39 triệu là giá nguyên xe, chưa có đăng ký. Và các bạn mà cũng chưa đủ tiền để trả thẳng á thì cũng có thể trả góp. Đối với vision xám xi măng thì cứ trả trước tầm 9 đến 10 triệu là các bạn cũng có thể dắt xe về rồi. Ngoài ra vision thì cũng vẫn được tặng sạc dự phòng hoặc thẻ mua sắm Puma chỉ giá 1 triệu. Chương trình thì chạy đến hết tháng 9, 30 tháng 9 này thôi. Nên các bạn nào có nhu cầu mua xe vision thì mình tranh thủ mua luôn để được hưởng khuyến mại nhá. Ngoài ra Vision thì cũng sẽ vẫn có màu, đây bên này có màu đỏ nữa này. Màu đỏ này là Vision của bản cao cấp này. Bản cao cấp thì giá sẽ thấp hơn so với bản thể thao. Bản cao cấp này cũng chỉ tầm 33,5 triệu là nguyên xe. Trả góp thì trả trước giúp mình tầm 8 đến 10 triệu là được. Bản cao cấp này thì sẽ có màu đỏ với màu trắng. Đây, bên này mình cũng về màu trắng rồi đây này. Có ba cái màu trắng này. Đấy. Đối với bản này nếu mà các bạn cũng như xe lít ấy, có sẽ có vành trắng và vành đen.
Nếu mà các xe Vision này các bạn mà muốn lấy vành đen ấy thì thêm giúp mình tầm 1 triệu ba nữa nhá, là để chuyển sang vành đen. Còn đây bên cạnh này đây cũng có một chiếc Vision nữa. Vision này là Vision bản tiêu chuẩn màu đen bóng. Thì đối với bản tiêu chuẩn này thì vẫn dùng khóa chìa các bạn nhé, vẫn dùng khóa chìa. Và giá xe thì sẽ là hơn 31 triệu một chút. Để biết thêm chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của Trang nhé, để Trang sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá cho các bạn chi tiết ạ. Ngoài ra đây bên mình cũng về rất là nhiều xe rồi. Phía bên kia cũng có xe Vision bản thể thao màu đen nhám. Màu đen nhám thì giá sẽ rơi vào khoảng tầm gần 39 triệu. Đấy, gần 39 triệu rồi. Cũng có tăng hơn một chút so với thời điểm của tháng 7 âm rồi. Để biết thêm chi tiết thì các bạn cứ liên hệ số của mình nhé, 0888154389. Thì ngoài ra thì bên này tiếp theo mình sẽ lên cho các bạn xe Ablade đi. Đấy, Ablade hiện tại ở đây đang có về Ablade 125 này. 125 này, 125 đen nhám thì giá cũng rơi vào khoảng tầm gần 43 triệu. Đấy. Thì cũng trả góp thì các bạn cũng cứ trả trước cho mình tầm 10 triệu là được. Đây là Ablade 125 bản đặc biệt này. Ngoài ra thì bên này cũng có Ablade, đây là Ablade 125 bản tiêu chuẩn màu đỏ. Ngoài ra thì có cả bản màu xanh nữa. Thì tí nữa mình sẽ lên cho các bạn màu xanh. Đây là Ablade 160 thì giá cũng sẽ dao động vào từ tầm 56 triệu cho đến hơn 58 triệu các bạn nhá. Trả góp thì cũng vẫn trả trước tầm 10 đến 12 triệu. Đối với xe Ablade 160, còn đối với xe Ablade 125 này thì các bạn chỉ trả trước tầm 10 triệu là các bạn đã có xe rồi. Đấy. Thì phía bên này tiếp theo đây, bên mình cũng về nhiều SH rồi đây này. SH này thì ví dụ đối với SH 125 thì giá sẽ dao động từ 76,5 triệu cho đến hơn 88 triệu nhá. Đối với các bạn thì để biết thêm chi tiết thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình sẽ hỗ trợ và tư vấn và báo giá cho các bạn. Ngoài ra thì đối với SH160 thì giá sẽ rơi vào tầm từ 92 triệu đến hơn 108 triệu. Để biết thêm chi tiết giá của các bản và về các màu xe á, thì các bạn cứ liên hệ với số của mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Vì SH thì bên mình cũng về rất là nhiều rồi, cũng có nhiều màu để cho các bạn lựa chọn nữa. SH1 thì đây có một chiếc này là SH1 xám xi măng. Xe này thì đã dán ni lông rồi, cũng đã lắp bộ trang trí và lót sàn. Thì SH1 màu xám xi măng này rơi vào tầm gần 69 triệu. Để biết thêm chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của mình nhé, 0888154389. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Đối với SH1 này thì hiện tại sẽ không còn màu trắng nữa các bạn nhé. Màu trắng thì hiện tại Honda đã ngừng sản xuất và sẽ không còn màu trắng nữa các bạn ạ. Chỉ còn màu xanh, màu đỏ, màu bạc, màu đen nhám và màu xám xi măng nhé. Màu đỏ này là đỏ của bản phanh ABS này. Đấy. Đỏ ạ. ABS cũng rơi vào khoảng tầm hơn 60 triệu. Ngoài ra thì cũng có cả Ablade 125 tiêu chuẩn màu xanh nữa. Đấy. Ablade 125 màu đỏ này, màu xanh với màu đỏ đấy. Các bạn có thể nhìn xe. Lần này bên mình về nhiều xe lắm nên là tha hồ các bạn có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với mình nhá. Đối với xe Alpha thì vẫn được tặng thẻ điện thoại là 500.000, chạy hết 30 tháng 9. Và xe Vision thì vẫn được tặng quà trị giá 1 triệu, cũng chạy hết 30 tháng 9. Nên các bạn có nhu cầu mua xe Alpha này, mua xe Vision thì cứ liên hệ với mình, để mình hỗ trợ nhé. Ngoài ra thì đây, trên đây là chiếc xe RSX. RSX thì cũng có 3 bản, phanh cơ này, vành nan phanh cơ, vành nan phanh đĩa hoặc là phanh đúc phanh đĩa thì giá cũng sẽ rơi vào tầm từ 21 triệu 500 cho đến gần 25 triệu. Để biết thêm chi tiết về xe này, màu xe và giá xe, các bạn cứ liên hệ với số của Trang. Trang sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nhé. Thì ngoài ra đây, bên này cũng có Alpha nữa. Alpha thì đợt này vẫn được tặng thẻ điện thoại 500 nhé các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua xe Alpha thì lấy luôn thời điểm này đi, bởi vì đang được tặng thẻ điện thoại 500 rồi, chạy đến hết 30 tháng 9 thôi.
nên là mình tranh thủ mình mua luôn. Alpha thì nếu các bạn không có đủ để trả thẳng ấy, thì các bạn có thể mua trả góp. Thì đối với trả góp xe Alpha thì bên mình chỉ cần trả trước khoảng 5 triệu thôi. 5 triệu là các bạn đã có xe đi rồi. Alpha thì cũng vẫn có 4 màu: trắng, màu đỏ, màu xanh và màu đen. Giá sẽ rơi vào khoảng tầm từ 18 triệu 500 cho đến hơn 19 triệu các bạn ạ. Là nguyên xe nhé. Bên mình về rất là nhiều rồi. Để biết thêm chi tiết nữa. À, đợt này thì Winner bên mình cũng vẫn được tặng điện thoại hoặc là loa Bluetooth nhá. Đối với các bạn mà có nhu cầu mua Winner và cũng chương trình cũng chỉ chạy đến hết 30 tháng 9 thôi. Nên là các bạn có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với mình để mình hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhé. Vậy mình xin phép kết thúc phiên live ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem ạ.